cái mà gọi là cái nguyên nhân chính của cái trường hợp của em, đó là viêm mạng tính đường dẫn tim. Mình nhớ cái chỗ này thì từ cái viêm này thì nó sẽ dẫn đến cái gì, dẫn đến nhiều những cái khác, một cái triệu chứng hen suyễn xảy ra cấp tính chẳng hạn, thấy họ làm giảm cái này, họ mất cái này, nhớ là người giờ là đây là một cái khí quản người bình thường, cái khí quản người bị hen đúng không, khí quản của người bị hen nhưng mà lên cơn cấp tính đấy, cần hình dung. Bây giờ giữa ba cái cây khí quản như thế này, mình sẽ thấy là cái bên trong lòng của cái khí quản bình thường nó sẽ rộng hơn đúng không, đấy, rộng hơn. Và như vậy nó sẽ mình đã hít thở bình thường, ta cao độ khí bình thường, không thấy mệt. Nhưng mà ở người bị hen và bị hen mãn tính á, hen lâu năm á, thì bắt đầu sao cơ cái này mình thấy là nó hẹp hơn, bởi vì sao sau một khoảng thời gian viêm mà viêm kéo dài đúng không, là cái nguyên nhân chính là viêm mãn tính. Viêm kéo dài thì nó dẫn tới cái gì, gọi là dẫn tới tái cấu trúc lại cái thành của khí quản, và do vậy nó sao nó làm hẹp lại. Hẹp lại thì dẫn tới những người này sao, người ta sẽ hạn chế cái không khí của họ, hạn chế ha. Và khi mà họ lên cơn cấp thì các bạn nhìn thấy là cái khí quản của họ sao, nó đã bị hẹp rồi đúng không, vì lên cơn cấp là nó bị gì nữa, bị co thắt lại ha, bị co thắt lại. Và đồng thời khi nó co thắt lại rồi, cái chỗ này nè, nó không thoát khí ra được, thì bắt đầu cơn to hơn đúng không? Thì đó có một số diễn tiến là sau khoảng thời gian dài ta bị hen, nó sẽ không điều trị, thì có thể những cái này nó sẽ không có đau, hay là cái trường hợp gì đó quên cái học mà con cứ nhớ lăn là được rồi nha, khi nó lăn là được chưa. Rồi thì bây giờ mình nhìn vào cái cơ chế bệnh sinh hay là bệnh lý của này đó, thì chúng ta sẽ biết được là mình có thể xài thuốc có tác động như thế nào trong trường hợp này. Ví dụ như đối với trường hợp mà hen mãn tính này thì các bạn sẽ sử dụng thuốc gì? Này nó không có rõ ha. Thì bên trong này nó còn có những cái dịch ngày mà nó ra là dịch viêm á. Nó vừa hẹp, nó vừa có những dịch viêm nữa lại. Vậy thì bây giờ trong trường hợp mà như thế này thì cái thuốc nào sẽ là thuốc mà chúng ta được điều trị các bạn? Cái nhẹ. Đấy. Bây giờ biểu hiện của cái thuốc nó sợ biểu hiện của cái này là viêm mãn tính đường dẫn tim đúng không? Hình dung không ạ? Thì bây giờ những người bị hen á, thì trong cái điều trị hen mà hen không phải cấp tính đúng không? Là trường hợp này thì người ta sẽ sử dụng những thuốc bắt đầu cắt viêm đúng không? Giảm cái đáp viêm đó thì sao? Nếu như trong trường hợp mà những cái thứ mà hại của họ đang có một cái đáp ứng viêm trong đó, thì như vậy cái niêm mạc này rất dễ bị kích ứng và dễ xảy ra những cái viêm cấp tính phía sau, cho nên là ổn định cái đáp ứng viêm thì đó là cái mà người ta sử dụng thuốc đó. Còn trong trường hợp cấp tính như thế này thì còn thuốc gì thôi, giờ nó to như thế này không thở được thì sao, thì xài thuốc giảm ra ha, để cho mình hiểu một cách gọi là đơn giản. Hình dung không bạn? Không cần các bạn biết thuốc gì, cái gì chứ không cần đâu. Đây. Bạn có hiểu trước. Đây. Thì trong trường hợp cấp tính thì chúng ta sẽ có cái thuốc làm giảm cái quản giảm ra để giải thở hơn. Ha, mình có sao ba, mình khác của liên quan sức, hoặc là mình có cái yêu liên quan hạn. Cái nhóm thứ hai là thuốc kiểm soát bệnh hay là cái thuốc mà điều trị cái nguyên nhân á. Ha, đấy. Là những cái thuốc mà có tác động làm giảm cái đáp ứng viêm mà yêu cầu nó là các corticosteroid, ICS là cái dạng hít ha, còn SCS là cái dạng uống ha, ICS là dạng hít, hít có nghĩa là tác động tại chỗ nhiều hơn là tác động mạnh hơn, còn SCS là stop, nghĩa là gì,
là thuốc cường bê ba thai rất là ngắn, đúng không? Chúng ta là sa ba ha. Rồi còn cái la ba này là gì? Thay cái s thành l thì nó là gì? À lo. Rồi có nghĩa là gì? Cũng là cường bê ba thai nhưng mà bắt đầu kéo dài ha. Đấy. Được chưa? Thì thường là cường bê ba thai bắt đầu ngắn, thì khởi bắt đầu nhanh, cho nên người ta dùng cách tính thành nhiều ha. Đấy. Đương nhiên cấp tính sa ba là thuốc độc hại, là ba là thuốc dùng để kết hợp với ICF nhiều hơn để phối hợp với điều trị. Còn những thuốc phía sau cũng là những thuốc phối hợp với cái topical steroid. Đây, cái thuốc này mà tôi được học với lại bên mũi anh bên đây nó sơ qua. Chủ vận, các bạn hiểu cái này là chủ vận đúng không? Chủ vận beta 2. Chủ vận beta 2 thì beta 2 á, beta 2 là cụ thể của hệ giao giao cảm, nó có nhiều ở đâu? Có nhiều ở cơ cơ. Cơ cơ này đó là cơ cơ khí tế quản nè. Cơ cơ mạch máu, tuy nhiên ở cơ cơ mạch máu thì beta 2 nó thường phân bố ở những cơ cơ mà tim nhiều hơn là những cái cơ cơ ở trong cái chúng ta nói trung tâm. Cho nên đó là khi mà tác động trên beta 2 thì nó tác động quỹ tác động lên từ trong cái khí quản thì nó gây ra giãn khí quản, tăng cường beta 2 gây ra giãn khí quản, hoặc là đối kháng với beta 2 thì nó gây ra co khí quản lại. Rồi thì đây là những cái thuốc chúng ta thường hay xài, amphoterol, salmeterol, salbutamol vân vân. Thì dùng cái dạng mà dùng để cắt cơn á, người ta dùng cái dạng hít các bạn. Cái dạng hít này á thì nó khởi có tác dụng rất là nhanh, một cái 5 phút sau là nó có tác dụng liền, nó có dạng khi các bạn cắt liền cơn hen để giúp bệnh nhân có thở được, đúng không? Nó có thể kéo dài khoảng thời gian. Nhưng mà cái dạng hít này á thì nó chỉ dùng cho người họ cắt cơn là hiệu quả thôi, đúng không? Còn để thường cơn thì người ta cũng người ta xài topical steroid nếu như trường hợp đó là những trường hợp gì cũng nặng và lâu dài như thế này. Từ bốn thì tự nhiên cho tác động dài hơn rồi, nhưng mà cái đồng nghĩa là cái gì? Cho tác động dài hơn thì nó cũng cho phản ứng hoàn toàn thâm nhiều hơn. Và đặc biệt đó là gì? Phản ứng hoàn toàn thâm nhiều mà chúng ta thường sợ đó là gì? Bây giờ nó kích hoạt lên beta 2, đúng không? Thì nó còn kích hoạt lên là anh em nào đó nữa. Không có thể kích hoạt cho anh em nào đó nữa bạn. Anh em có là beta, beta 1, nhớ không? Hình như bạn thì khác beta 1, nhớ. Beta 1 thì có đâu? Có protein kích hoạt beta 1 thì con hiểu rồi. Vấn đề gây ra là gì, đúng không? Đấy. Cho nên cái này á, thì người ta thích kiểu dạng hít hơn là dạng uống các bạn. Tại vì sao nó hạn chế cái trường hợp nó bị bệnh lâu vậy thôi. Đương nhiên là trường hợp nặng đó thì nó xài vậy. Cái phòng ngừa hen do gắt sức này các bạn biết điều ý nghĩa là sao không? Có nghĩa là cái người bệnh người ta phải gọi là người ta phải biết được là người ta chuẩn bị có một hoạt động nào đó mà nó có thể là mất nhiều sự lượng, và trước khi mà hoạt động đó xảy ra thì nhậu hơn hít một hơi trước cái này thành như không thành như vậy đó. Còn đối với thuốc kháng sợi thuốc vận beta 2 nó động dài thì cái thuốc này nó có nó động dài nhưng mà khổ sở là nó khởi phát chậm sau khoảng 15-20 phút rồi là nhanh nhất rồi thì nó mới có phản hồi lực, do vậy nó không dùng để cắt cơ được, không dùng để cắt cơ mà nó không dùng để sử dụng cơ lẻ, có gì nó không có ý nghĩa. Nhớ là không dùng cắt cơ thì chỉ dùng trong trường hợp là gì? Ngừa cơ, đúng không? Ngừa cơ mà dùng riêng nó thì không có ý nghĩa gì cả. Nếu như mà không kết hợp với lại một cái topical steroid, cho nên trên lâm sàng thì người ta thường phối hợp hai cái này lại với nhau, chứ không dùng riêng cái la ba, không dùng riêng la ba. Tác dụng phụ á, tác dụng phụ thì bây giờ do kích hoạt trên beta 2 cho nên nó sẽ gây ra gì? Ví dụ như là beta 2 nó có gì hoặc là phá hoại đi, đúng không?
nó sẽ gây ra một trường hợp đặc biệt là đúng cái đầu tiên nhất. Đúng cái đầu tiên chúng ta và khi các bạn cũng biết điều này xảy ra thì bạn chỉ cần nói là bệnh nhân á là cậu có để tay ra, để thẳng cái tay ra gì đó ha. Thì khi mà cái người nào người ta có cái phản ứng có hại xảy ra rồi á thì lập tức bạn thấy là đầu tiên họ tự nhiên rung rồi là đúng không ạ? Tại chỗ thì đó là nắm chặt đi ra. Tự nhiên cái này thì cũng khác là một cách là gì?
sau khi mà mỗi lần thức như vậy thì phải phải xúc miệng đúng không, xúc miệng cho nó sạch ha, xúc miệng phải là đánh đạp trà đạp dữ dội nha các bạn ha, để cho nó bám toàn thân mình tiêu hề mà của cái hạ mình như nó gây ra mình hoàn gia thì không làm cho cái tạp máu ta sẽ dùng vỡ ta sẽ là suy bộ và xương những cái này các bạn mình nói nhiều hơn một vài cái một con nha thì mình sẽ nói với
sẽ cũng là hết thôi đó. Hết đều lại không nữa thì nó lên bậc nữa, lên bậc ha. Đấy. Nếu như mà ổn rồi thì xuống bậc, thôi cái này là không nói về cái điều kiện, nhưng mà không nói được những điều kiện nào mà lên bậc, những điều kiện nào.